Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con một cây. Cây nào mạnh nhất thì chú trước đi. Con cương đi. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Nói thật mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đớm? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đớm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đớm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc. Toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đớm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn hóa chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to. Bụng bự cũng bị rồi. Hả? Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm chứ mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa? Mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm chò thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á tay to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi. Mình tò mò quá à. Ừ.
Đúng, còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó, mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập hoài mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát hay to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Thưa mẹ, con đi học về. Đốm, sao người ta đi học về hồi não hồi nao rồi, bây giờ con mới có mặt ở nhà là sao hả Đốm? Dạ, con xin lỗi mẹ. Được rồi, con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Ê, Bụng Bự, hôm nay mình có trò này hay lắm nè. Chơi không? Trò gì vậy Đốm? Đi đi rồi biết. Ừ, đi thì đi. Bụng Bự, hôm nay đi đâu chơi không? Chán quá à. Không đâu, hôm qua chọc tay to giận, không chơi với mình luôn rồi. Trời ơi, đúng là đồ con gái nhỏ mọn, chọc có chút xíu mà giận luôn rồi. Mà không phải mình đã xin lỗi rồi sao? Đi đi, hôm nay mình có trò khác vui lắm. Thôi, mình không đi đâu. Đi học về trễ mẹ sẽ la đó. Trời, tưởng gì, bạn nó phải thỏ đá mà sao nhát quá vậy? Vậy bạn không sợ mẹ la hả? Đương nhiên là không, xin lỗi là được rồi mà. Dạ, con chào ba mẹ con đi học về. Hôm nay con về muộn, con xin lỗi. Đốm, con bước tới đây. Con đếm thử xem hôm nay là ngày thứ mấy con đi học về trễ rồi hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Mẹ. Con đừng có mà xin lỗi, mẹ không tha lỗi cho con nữa. Bước tới đây. Mẹ ơi, ba ơi, ba ơi, cứu con. Ba ơi, cứu con, con đau quá. Xong chưa con trai? Con ăn dạ xong chưa? Đốm như vậy là không ngoan chút nào rồi. Con làm cho mẹ buồn rồi đó. Con phạm lỗi rồi xin lỗi là đúng. Nhưng mà con biết không con trai, xin lỗi rồi thì phải sửa lỗi, chứ không phải tiếp tục phạm lỗi tiếp như vậy nữa. Như vậy là chưa ngoan đâu. Đốm xin lỗi ba mẹ mà. Đốm hứa, từ nay sau không đi học về trễ nữa đâu. Thiệt đó. Tốt lắm con trai. Mẹ Đốm à, mẹ Đốm cũng tha lỗi cho Đốm đúng không? Ừ, nếu con hối lỗi thật sự, mẹ sẽ tha. Nhưng mà còn tái phạm thì cái mông của con sẽ đỏ nghe chưa. Con no rồi, con ăn nữa đâu. Đốm, sao con lại bỏ phí thức ăn như vậy? Lên ăn hết cho mẹ. Nhưng con no rồi, con ăn đâu. Mẹ nói đúng đó con, con không được bỏ phí thức ăn như vậy. Con có biết là còn nhiều bạn bằng tuổi con á, đang đói, muốn có cơm ăn mà không được hay không? Vậy ba mẹ lấy thức ăn thừa của con cho mấy bạn đó đi. Anh coi đó, thật là quá quắt mà. Để đó, anh có cách rồi. Hôm nay ba mẹ có việc phải đi xa vài ngày, ba sẽ để lại nhà cho con một cỗ máy gọi thức ăn. Con muốn ăn cái gì á, chỉ cần nhìn vào chiếc gương trên máy đó và hô to món ăn mà con muốn. Vậy á ba, hay quá. Ba cho con xem đi. Cái này nó hoạt động sao vậy ba? Con chỉ cần nhìn vào gương và nói ta muốn,
sau đó nói tên món ăn mà con muốn và sau đó bấm nút bắt đầu màu đỏ phía dưới là được. Thiệt vậy hả ba? Vậy con thử nữa nha. Ta muốn một cái hamburger siêu bự. Từ nay mình sẽ được ăn những món mình thích rồi. Yeah. Mà đớm à, con nhớ là chỉ được 10 món ăn thôi nha. Các bạn có biết không, cỗ máy này rất thông minh và còn kỳ diệu nữa. Mình muốn ăn món gì cũng được, chỉ cần đứng trước gương gọi món là xong thôi. Thiệt vậy hả đớm? Vậy mình muốn ăn một bát mì trứng siêu khổng lồ có được không? Còn mình thì muốn một cây kẹo đủ màu sắc thật đẹp được không? Tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Các bạn xem đớm đây. No rồi, dọn đi nào. Đói quá đi. Hôm nay mình sẽ nhờ cỗ máy này chế biến món mì Ý siêu ngon để thưởng thức. Thiệt là thú vị quá mà. Quý khách đã dùng hết các món ăn. Sao vậy nè? Đói muốn xỉu luôn á. Cái máy đáng ghét mới này đã hư rồi. Trời ơi, đói quá. Ngon quá. Bây giờ mình mới hiểu cái cảm giác thức ăn quý như thế nào. Ngon lắm. Con no rồi, con ăn nữa đâu. No rồi, dọn đi nào. Mình sẽ không dám bỏ phí những thức ăn nữa đâu. Con biết quý trọng thức ăn như thế là tốt đó con trai à. Con không chê vào đâu được. Đúng, bạn rủ tụi mình qua nhà bạn. Vậy chơi trò gì bây giờ? Đúng rồi đó, bạn phải nghĩ ra được trò gì mới nha. Mấy trò cũ chơi chán ngắt à. Các bạn thấy đớm mình đã bao giờ làm các bạn thất vọng chưa? Vậy hôm nay mình chơi trò gì? Các bạn đợi mình một lát. Hôm nay tụi mình sẽ thi xem ai thổi bong bóng to hơn. Cái gì vậy ta? Mình thổi bong bóng bằng gì hả đúng? Xem nè. Kẹo ngon quá đi. Mùi dâu nè. Thổi đây. Ê, hay quá vậy. Hay quá đúng rồi. Hay quá. Các bạn thấy chưa? Viên kẹo có chút xíu mà mình có thể biến nó thành một bong bóng khổng lồ luôn. Đốm, bạn cho mình thử đi. Đúng là ngon ghê. Hay quá đúng rồi, mình thích trò này ghê. Đến phiên mình đó nha. Mình sẽ hóa viên kẹo nhỏ bé kia thành một chiếc bong bóng lớn nhất vũ trụ. Cái này là hương ngõi nè. Đúng là bụng bự mà. Thử lại, mình muốn thử lại. À, bụng bự giỏi ghê, bong bóng to quá. Mình muốn thổi tiếp, thổi thành 100 cái bong bóng đủ màu luôn. Thôi, nghỉ đi, mệt quá. Mình đã sử dụng hơi của mấy ngày cộng lại để thổi rồi đó. Ê. Chân mình sao vậy nè? Mình không nhấc chân lên được. Còn mình thì không nhấc lưng ra khỏi ghế được. Phải làm sao đây? Đau quá à, tay của mình. Có ai cứu với? Cứu với! Các con chơi nghịch mà không biết rồi. Kẹo cao su là một chất rất dễ dính.
Nếu các con nhai kẹo xong á, phải dùng giấy gói lại và bỏ vào thùng rác cẩn thận chứ. Dạ, lần sau con không có dám như vậy nữa đâu. Dạ, cô sợ lắm rồi, hư hết chiếc váy mới mua của con. Mình cũng bị dính đuôi vậy. Đốm, một lát xe rác tới con nhớ mang bịch rác nhà mình đem đổ nha. Dạ, con biết rồi mà. Nhớ để ý tiếng xe rác đó. Dạ, dạ, con biết rồi mà. Đốm, mẹ nghe tiếng xe rác rồi kìa. Dạ, con đọc xong khúc này con ra liền. Còn chần chừ tới khi nào nữa đây? Ra đổ rác lẹ, không thôi xe rác đi mất bây giờ. Ủa, mới nghe tiếng xe này mà, đi đâu mất tiêu rồi? Mấy chú ơi, còn bịch rác nè. Xe gì giống quỷ á, ra trễ một chút xíu mà chạy mất tiêu rồi. Giờ bịch rác này sao đây ta? Cấm đổ rác, hoặc cũng có thể là cảm do rác. Có ai hít mùi rác này nhiều quá bị cảm nên họ ghi vậy thôi mà. Đốm vừa xả rác hả Đốm? Đâu có đâu. Nè, đừng có chối nữa. Mình đã chụp được lúc bạn xả rác rồi. Muốn giật bằng chứng hả? Không có dễ vậy đâu. Mình sẽ mang tấm hình này lên cho cả lớp coi. Đốm xả rác. Thôi được rồi, cho mình chuột lại tấm hình đi. Mày muốn ăn cái gì, mai mình mua. Đâu có dễ mua chuột bụng bự này bằng đồ ăn đâu. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Cái gì mình cũng làm được hết. Trừ phi bạn đổ rác giùm nhà mình luôn. Xe đổ rác dừng ở hai cái ngã tư nữa. Phải chơi lúc nãy mình đổ rác ngay từ đầu thì có chuyện này đâu. Đúng là chuyện gì làm được á phải làm ngay. Mấy chú ơi, còn mình rác nè. Nhanh nhanh nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình gheo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp. Bụng của bạn lúc nào chả đói hả bụng bự? Đốm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó. Nhưng mà có tới ba người lận mà chỉ còn có hai cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng hai cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà, mình đang đói bụng, phải ít nhất là hai cái mới no. Hả? Chỉ có hai cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa nên không có mua thêm được đâu. Nên ba đứa mình phải chia hai cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết hai cái, mình sẽ ăn một cái thôi. Còn hai bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đòi ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia hai cái bánh cho ba người thế nào? Nè nha, ở đây á chỉ có mỗi mình là nữ, nên hai bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ đúng không nè? Nên mình sẽ ăn một cái, còn lại á thì hai bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khuya. Thôi,
không bày tới bàn lui nữa. Bánh này là ở nhà mình nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất. Lạnh quá, đợi quá. Thôi, đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng. Đúng là bụng bự. Ông mặt trời giận ai mà lâu quá không mưa? Chắc là giận bụng bự. Hôm bữa bụng bự té chỏng mông lên trời làm cho ông giận hay sao á? À, còn dám chọc quê ta nữa hả? Ây, rồi mất rồi. Đáng đời. Liên hoàn tác. Làm sao mà con mũi có thể bay nhanh như vậy được vậy? Mày hả mũi? Chết chưa mũi? Tức quá mà. Giỏi thì chạy đi mũi. Xem ơi, chạy đường nào. Mày đâu rồi mũi? Đừng hòng chạy thoát ta nha. Để coi mày trốn đường nào á mũi. Sao tự nhiên khó thở vậy trời? Ý trời, đốm, đốm. Con mũi chết chưa mẹ? Con xịt thuốc quá trời luôn mà nó vẫn chưa chết nữa. Có nhiều cách tự nhiên để đuổi mũi hơn là xịt một đống chất hóa học đó đốm à. Loài mũi rất sợ mùi hương nồng của xả, húng thơm, cúc dạng thọ, nên chỉ cần trồng các chậu này ở ngoài sân, bể nước thì mũi sẽ không thèm tới nữa. Sao hay quá vậy mẹ? Thay vì đốt nhang, con có thể đốt vỏ quýt, vỏ bưởi, bồ kết hay là bã mía. Mũi cực kỳ dị ứng với những mùi này. Đúng là đồ dùng tự nhiên lúc nào cũng tốt hơn.